Chào mừng các bạn đã quay trở lại ngày số 4 chuỗi yoga dành cho người mới bắt đầu. Nếu bạn là người đầu tiên thấy video này thì bạn hãy quay trở lại bài tập số 1, bài tập số 2, bài tập số 3 qua 3 bài tập đó và mình tập luyện. Sau đó mình tập tiếp bài tập số 4 để mình nắm vững cơ bản dành cho người mới bắt đầu là như thế nào các bạn nhé. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói vấn đề về giảm cân. Chúng ta tập giảm cân tập trung vào phần bụng. Khi giảm cân chúng ta giảm cân toàn bộ cơ thể, nhưng phần bụng là phần khó nhất. Chúng ta cần phải tập trung vào nó nhiều hơn. Và phần bụng là cơ lõi giúp cho ổn định phần cột sống lưng, và thon gọn hơn là tập trung vào phần bụng. Và hôm nay chúng ta tập trung vào bụng nhiều hơn các bạn nhé. Rồi chúng ta đứng lên nè. Mời các bạn đứng ở tư thế thoải mái nhất. Hai chân mở rộng bằng vai. Hai tay của mình nâng lên cao, hít vào, hai tay ta đan lại với nhau. Lực lòng bàn tay của mình hướng lên trần nhà, để căng lên, hít sâu, nâng cầm. Rồi tách hai tay của mình ra. Đang nằm ngang ngón tay phía sau, xoay vai ngã cổ. Lên hít vào một lần nữa, hai tay ta đang. Lực lòng bàn tay của mình hướng lên trần nhà, ngước cầm, hít sâu. Rồi tách hai tay của mình ra một lần nữa, hai tay ta đang lại với nhau, xoay vai ra sau, đánh căng tay. Giữ đây 5 nhịp thở. 5 nhịp thở là như thế nào? Mình hít vào thở ra tính là 1 nhịp, và hít vào thở ra nữa tính là 2 nhịp. Các bạn đếm 5 lần như vậy sẽ là 5 nhịp thở. Mình giữ đây, căng tay ra nào, căng tay vào. Hai tay của mình lên, hít vào, hai tay ta đang lại. Lực lòng bàn tay hướng lên trần nhà, để căng ra nào các bạn. Giữ 5 nhịp thở. Rồi tách tay của mình ra hạ xuống. Rồi mình xoay người sang trái nào. Rồi tay phải của mình nâng lên, hít vào, đặt ra phía sau. Tay trái của mình đặt lên khuỷu tay phải. Lắc nhẹ khuỷu tay nào các bạn. Đẩy cao lên. Rồi rướn tay phải của mình cao lên nào. Kéo căng sang trái. Đúng rồi, các bạn hãy giữ ở đây nha. Giữ ở đây. Kéo căng nào. Hít sâu thở chậm. Mình giữ ở đây 5 nhịp thở nha. Rồi lên hít vào nào. Tách tay của mình ra. Hạ tay trái của mình xuống. Đổi tay nào. Tay phải của mình đặt lên khuỷu tay trái. Mình lắc nhẹ phần khuỷu tay trái của mình. Rồi mình kéo sang phải. Khi mà có nhiều bạn á, khi kéo sang trái như sang phải như vậy á, thì cái phần bả vai bên trái mình bị cứng. Ha, do phần cơ bên trái của mình rất nhiều. Mình kéo tới đây, tới mang tai của mình là dừng rồi. Mình không thể kéo qua được. Thì mình cố gắng mình giữ ở đây, mình tập ở đây nhiều hơn. Để cho nó linh hoạt phần khớp vai của mình. Giữ ở đây nào. 5 nhịp thở các bạn. Hơi lên hít vào nào, hai tay hạ xuống. Hai tay của mình đặt lên eo. Chậm rãi chúng ta nghiêng cầm sang phải, xoay cầm sang phải. Hít vào, trở về, xoay cầm sang trái, thở ra, hít vào, trở về, xoay cầm sang phải, kéo căng nào, nó kéo căng toàn bộ phần cơ cổ của mình, trở về, nghiêng cầm sang trái, hít vào, xoay cầm sang phải, trở về, xoay cầm sang trái, kéo căng nha, trở về, hít vào, xoay cầm sang phải một lần nữa. Các bạn giữ ở đây 5 nhịp thở, kéo căng nào. Khi cơ cổ phía sau chúng ta căng, cổ mà căng, vai gáy càng căng, mình có hiện tượng đau mà cổ vai gáy, có nghĩa là phần cơ cổ của mình linh hoạt khắp. Do các nhóm cơ ở phía sau nó bị căng cứng, nó không có giãn nở. Thì mình xoay nó chỉ ở góc 45 độ thôi. Không thể xoay 180 độ như vậy hoặc 90 độ như vậy. Thấy được cái vai bên phải được nha. Các bạn hãy thử kiểm tra của mình. Cổ của mình xoay được góc 45 độ hay không? Hay là xoay vượt hơn? Nếu xoay vượt hơn càng tốt. Nếu mà 45 độ trở xuống thì cổ của mình nguy cơ thoái hóa cực kỳ cao. Và hiện tượng đau mà cổ vai gáy rất nhiều.
Giữ đây nào. Năm nhịp thở. Rồi trở về. Xoay cầm sang trái. Hít thở ra. Rồi hít vào. Hai tay của mình buông theo thân. Hai chân mình mở rộng hơn vai. Hai tay của mình, hai tay phải của mình nâng lên nè. Tay trái nâng lên. Hít vào các bạn. Rồi ha. Mình kiện gót chân trái của mình lên nè. Kiện gót chân trái của mình lên. Rồi hạ tay phải của mình xuống nè. Đúng rồi. Lên hai tay nha. Lên hai tay. Xin lỗi ha. Tay trái của mình xuống. Hạ tay trái xuống. Kiện gót chân trái lên. Đẩy hông của mình sang phải. Tay phải của mình rướn dài nè. Kéo căng. Từ từ tay trái của mình trượt dài xuống. Xoay vai phải ra sau, mắt hướng lên trời nhỉ. Kéo căng nè. Lên hít vào. Hạ xuống thở. Tay trái của mình lên. Đúng rồi. Kiện gót chân nghiêng sang phải. Đúng rồi. Lên hít vào. Đổ tay. Nghiêng sang trái nào. Nghiêng sang trái. Xoay vai. Mắt hướng lên trời nhỉ. Nín thở lại, mình giữ đây. Lên hít vào. Hạ xuống. Tay trái lên nào. Kiện gót chân phải lên. Một lần nữa, nghiêng sang phải, kéo căng nào. Lên hít vào nào các bạn. Cuối cùng lên tay phải. Kiện gót chân trái lên. Nghiêng sang trái nào. Đúng rồi, xoay vai mắt hướng lên trường nhẹ. Rồi lên hít vào nào, hạ xuống thở. Một lần nữa các bạn, đưa tay phải của mình ra sau. Tay trái của mình nắm lên khuỷu tay phải. Lắc nhẹ. Kiện gót chân trái lên. Đẩy hông sang phải, nghiêng sang trái nào. Nghiêng, các bạn nghiêng nào, siết lại. Đúng rồi, nghiêng giữ. Kéo căng. Giữ 5 nhịp thở. Nén thở lại nha. Lên hít vào. Rồi, tay trái của mình đưa ra sau. Tay phải đặt lên khuỷu tay trái. Đẩy hông sang trái, nghiêng sang phải. Kéo căng. Rồi lên hít vào nào. Ok. Rồi hai tay của mình nâng lên hít vào. Hai tay của mình nâng lên cao. Rồi chậm rãi hạ xuống thở ra nào. Rồi chậm rãi mở hai chân của mình rộng hơn vai nào. Mở hai chân rộng hơn vai. Hai tay của mình nâng lên cao. Hít hai tay áp sát tay. Đúng rồi, hít sâu. Rồi chậm rãi hạ xuống thở nào các bạn. Hai tay hạ xuống sàn. Mở thẳng lưng duỗi thẳng. Hạ xuống thở. Lên hít vào nào, duỗi thẳng lưng. Hạ xuống thở. Cuối cùng lên hít vào, giữ đây. 5 nhịp thở. Rồi hạ xuống nào các bạn. Rồi hạ đầu gối của mình xuống không? Hạ đầu gối trái của mình xuống. Chân phải của mình đưa sang phải. Mũi chân hướng về sàn. Gót chân phải của mình luôn luôn thẳng với đầu gối trái. Mình đưa phía sau mình. Nhón mũi chân sau lên. Hai tay của mình lên cao, hít vào nè các bạn. Rồi hai tay của mình ha, nắm lại. Rồi mình nghiêng sang trái nào. Khi mình nghiêng sang trái, mình nén thở lại ha. Hít lên nào. Nghiêng nào, nén thở. Rồi nén thở, giữ căng cứng cơ bụng của mình nha. Căng cứng cơ bụng. Hở ra lên. Hít vào. Nghiêng sang trái nào. Kéo căng. Giữ. Lên, hít vào một lần nữa. Nghiêng sang phải. Đúng rồi, nó vào eo của mình rất nhiều các bạn. Đúng rồi, kêu. Lên nào. Lên, hít vào. Nghiêng sang trái nào. Nghiêng sang trái, xoay vai mắt hướng lên trần nhà. Lên, hít vào cái cuối cùng. Nghiêng sang phải nào. Giữ ở đây. 5 nhịp thở. Nén giữ nha. Lên, hít vào. Nghiêng sang trái, thở ra nào. Rồi lên hít vào các bạn. Hạ xuống thở ra nào. Đổi chân nào. Hạ chân, đầu gối chân phải xuống. Chân trái mình mở ra sang trái. Rút mũi chân trái của mình lại. Rồi hai tay của mình lên cao, hít vào một lần nữa. Hai tay áp sát tay. Hai tay mình đan lại với nhau.
Rồi nghiêng sang phải nào các bạn, nghiêng sang phải kéo căng nào. Lên hít vào. Nghiêng sang trái nào các bạn, đúng rồi, xoay vai mắt hướng lên trần nhà. Lên hít vào. Nghiêng sang phải nào các bạn, nghiêng sang phải kéo căng. Căng, căng. Lên hít vào. Nghiêng sang trái nào các bạn, nghiêng sang trái, nghiêng sang trái. Lên hít vào. Nghiêng sang phải nào. Rồi giữ thở ở đây, giữ 5 nhịp thở. Kéo căng nè. Căng. Thôi lên hít vào. Nghiêng sang trái nào. Nghiêng. 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 Đúng rồi, lên hít vào nào. Rồi hạ xuống thở ra. Hạ tay của mình xuống nè. Rồi hạ đầu gối trái của mình xuống. Hạ đầu gối trái xuống. Rồi xoay người lại nào. Rồi hai tay của mình hạ xuống. Rồi chậm rãi nâng cầm lên, nít vào võng thắt lưng nào các bạn. Về tư thế con bồ mèo nè. Đầu gối của mình mở rộng, hai cổ tay của mình nâng cầm lên hít. Cuộn lưng cầm chạm thở, cuộn lưng lên tối đa. Rồi một lần nữa nâng cầm lên các bạn, nâng cầm cứ thoải mái thôi, từ tốn. Hạ cầm chạm thở, gù lưng lên. Nâng cầm lên, hít vào nào. Cuộn lưng cầm chạm thở, gù lưng lại nào các bạn. Cao lên, gù lưng cao lên, đúng rồi. Cuộn xương cục của mình nâng cao lên nào. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Hít thở đều. Hít vào thở ra là 1 nhịp thở. Hít vào 1 thở ra 1, 2 nhịp thở. Tiếp tục 5 nhịp thở như vậy nào. Rồi nâng cầm lên, hít vào võng thắt lưng nào, giữ. Rồi hạ xuống thở ra nào. Ký mũi chân nâng hông của mình lên nào. Ký mũi chân nâng hông lên về ngược, ấn vai của mình xuống nào. Nhón gót chân chúng ta đi bộ tại chỗ đây. Nhón gót chân chúng ta đi bộ. 5 nhịp thở, ấn vai của mình xuống, trùng đầu gối lại. Đó, đầu kẹp giữa hai tay các bạn nên nhớ nha. Rồi đẩy vai về phía trước, tấm ván nào các bạn. Đúng rồi, đẩy vai về phía trước. Gù lưng lên. Rồi hạ xuống cả nhà. Hạ nằm xuống luôn, ngực cầm mình nằm xuống luôn. Cầm lên, hít vào nào. Rồi ký mũi chân nè, nâng hông. Lui về em bé thở chút xíu các bạn. Đúng rồi, mở rộng hai đầu gối sang hai bên, một tay về phía trước, mở rộng. Rồi chậm rãi nâng người lên, cuộn lưng nâng người. Rồi mình hạ chân của mình, nâng chân phải lên, rút về ngược lại một lần nữa các bạn. Rút chân phải của mình về phía trước, giữa hai tay nào. Hạ đầu gối trái của mình xuống. Đúng rồi. Giữ ở đây. Nằm. Đúng rồi, hai tay của mình đặt lên đầu gối. Nằm. 4 3 2 căng khớp háng của mình xuống, xoay hông về phía trước. 1 cọ chân và đầu gối thẳng hàng với nhau, thẳng lưng. Hai tay của mình hạ xuống nè các bạn. Rồi hạ chân phải của mình xuống luôn. Hạ chân phải sang trái về tư thế bồ câu luôn các bạn. Rồi hạ ngực cầm xuống luôn. Hạ cổ tay xuống nè. Áp bụng của mình xuống nha. Áp bụng của mình xuống gót chân. Giữ ở đây. 5 nhịp thở. Rồi lên hít vào cả nhà. Xoay người. Xoay người. Đó. Xoay người. Xoay người. Rồi hai tay của mình nâng lên, hít vào. Gót chân phải mình đưa về khớp háng. Chân trái mình rút lên. Hai tay của mình đang ra sau. Một lần nữa. Nghiêng sang phải nè các bạn. Hít một hơi thật sâu giữa thân lưng. Nghiêng sang phải. Kéo căng. Lên hít vào. Nghiêng sang trái nào. Kéo căng. Lên hít vào một lần nữa các bạn. Nghiêng sang phải nào. Kéo căng, đúng rồi, căng lắm các bạn, căng thêm xíu.
lên hít vào, nghiêng sang trái nào, nghiêng sang trái, kéo căng. Cái cuối cùng lên hít vào, nó vào eo của mình nhiều nha. Nghiêng sang phải, mình giữ đây 5 nhịp thở nào. Xoay vai mặt hướng chừng nhẹ. Rồi lên hít vào, nghiêng sang trái, mình nén thở, mình giữ đây. Lên hít vào nào. Hô, hạ xuống thở ra. Rồi chậm rãi ha. Co hai chân của mình lại, hai tay đan cánh bướm, nhịp đầu gối lên xuống nào, duỗi thẳng lưng. Mình nhịp lên chút xíu, hít thở đều. 10 nhịp thở ở đây. Thoải mái đi các bạn. Hít thở, đưa hơi thở vào từng động tác của mình. Giờ mình đang hoạt động về cái phần mà khớp háng. Mình ý thức mình đưa hơi thở vào, tập trung vào phần khớp háng của mình. Rồi một lần nữa mình mở chân phải sang trái nào, sang phải nào. Hai tay của mình lên hít vào, gót chân trái của mình đưa về. Hai tay của mình đang ra sau một lần nữa. Rồi lắc nhẹ vai của mình, nghiêng sang phải, xoay vai, kéo căng ra. Lên hít vào, nghiêng sang trái, nén thở nào. Lên hít vào, nghiêng sang phải nào. Lên hít vào, nghiêng sang trái nào. Rồi cái cuối cùng lên hít vào nào, nó vào vào cơ bụng của mình rất nhiều ha, phần hai bên eo. Rồi một lần nữa, nghiêng sang phải nào, giữ đây 5 nhịp thở. Lên hít vào nào, nghiêng sang trái, giữ đây. Rồi lên hít vào, rồi hạ xuống thở ra. Rồi mình xoay người sang trái luôn các bạn. Xoay người sang trái về tư thế bồ câu luôn. Chân trái của mình dọc sang phải góc 45 độ. Hạ cổ tay của mình xuống. Áp bụng của mình xuống nào. Giữ ở đây 5 nhịp thở. Thả lỏng ra. Năm nhịp thở nào các bạn. Thư giãn ra. Nó căng đùi trái của mình lắm nha, căng đùi trái lắm nha. Khi nào các bạn căng quá thì các bạn nhả bớt ra, căng ở đùi nè, căng ở đầu gối nè. Mình thấy căng quá, nhả bớt ra, mình nâng tay lên chút xíu ha. Còn mình hạ xuống, từ từ thả lỏng người ra, lắc nhẹ. Rồi hai tay của mình chống xuống sàn, rút chân trái của mình ký mũi chân sau lên. Rút chân trái của mình giữa hai tay nào các bạn. Rút chân trái về giữa hai tay. Đầu gối của mình hạ xuống. Hai tay đặt lên đầu gối. Duỗi mũi chân phải ra. Đẩy cẳng tay ra. Căng nào. Hít thở đều. Hít thở đều. Nó căng toàn bộ khớp háng của mình. Lưu ý hông của mình xoay về phía trước. Đầu gối trái, gót chân trái thẳng hàng với nhau. Rồi hạ hai tay của mình xuống, rút chân trái của mình lên sau về phía ngược nào, đẩy vai lên. Kiện gót chân lên, ép vai của mình xuống, đầu kẹp giữa hai tay. Thả lỏng cơ thể của mình ra. Rồi hạ đầu gối xuống các bạn. Rồi lùi về mé thở chút xíu nào. Rồi lên hít vào nè các bạn. Rồi mình nằm xuống nè. Bây giờ mình nằm xuống ha. Các bạn nằm xuống nè. Rồi bây giờ mình để biết cách siết cơ bụng là như thế nào. Các bạn có một động tác cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn co hai chân của mình lại. Co hai chân của mình lại. Rồi các bạn đặt hai tay sau gáy nè. Rồi các bạn chỉ cần ha, nâng vai nâng đầu của mình lên. Nâng vai nâng đầu lên. Nâng đầu cao, cao lên nữa. Lấy tay phải của mình ấn vào bụng, ấn vào bụng, ấn vào bụng. Đó, cứ giữ ở đây khoảng cách như vậy, hai tay ấn vào bụng. Đó, bụng mình cứng ngắc lên, cứng ngắc lên. Đây là siết, trạng thái siết nha. Các bạn đang giữ siết cơ bụng của mình. Cơ bụng của mình đang siết thì nó đang vận hành, nó đang bảo vệ cuộc sống luôn. Các bạn giữ lâu vào, giữ lâu vào, giữ ở đây. Đúng rồi, hạ xuống thở. Rồi lên nè, hai tay của mình đặt lên đầu gối nè. Lên hít vào,
cực lực hạ xuống thở để mình kiểm tra cơ bụng mình có khỏe không. Mình nâng vai nâng đầu lên, nếu đầu cách một gang tay cơ bụng mình khỏe, nếu mình ít ở một gang tay cơ bụng mình ít yếu ha. Nâng lên hạ xuống thở, lên hai hít vào, hạ xuống, lên ba hít vào trượt tay lên, hạ xuống, nó vô cơ bụng nhiều lắm các bạn, lên hít vào trượt tay đừng phải, hạ xuống tập trung vào phần bụng, lên hít vào, hạ xuống, lên hít vào, lên hít vào, cái cuối cùng lên hít vào nào, nó hơi mở cổ nha các bạn. Các bạn chưa tập bao giờ nha, các bạn nên nhớ là ở lưng của mình luôn luôn phải ấn chặt xuống sàn. Khi mình lên như vậy, các bạn kiểm tra tay của mình ấn vào nó có lọt tay của mình không. Nếu không là cái bụng của mình ấn chặt thì nó sẽ không bị đau lưng. Còn khi các bạn mà để võng lưng, lưng bị võng lên tay của mình lon qua được, thì mỗi lần khi mình tập toàn bộ nó ấn vào cái thắt lưng của mình về cực kỳ đau, đau lắm ha. Tại nhiều bạn tập bụng mà bị đau là nguyên nhân như vậy ha. Hai tay mình trượt lên đầu gối, rồi mình nâng vai nâng đầu, ấn chặt thắt lưng xuống, nâng cao lên, hạ xuống thở. Một lần nữa nào, nâng lên hết 5 lần nữa, hạ xuống thở. Mình càng tập bụng càng khỏe, nó sẽ giữ vững ổn định cuộc sống của mình. Và thứ hai là bụng mình càng nhỏ càng gọn càng thon các bạn nhé, nó có thẩm mỹ đẹp nữa. Lên hít vào vòng hai của mình, hạ xuống thở. Và nên nhớ là luôn luôn mình phải kiểm soát vấn đề chế độ ăn uống nữa các bạn nhé, kết hợp với dinh dưỡng nữa sẽ giúp cho phần bụng mình sẽ gọn hơn. Bây giờ các bạn ăn tội vô tội vạ, các bạn ăn no, các bạn uống bia, các bạn nhậu nhẹt vô thì cái bụng các bạn không thể nào gọn và không thể nhỏ và không thể săn chắc được ha. Các bạn phải thay đổi vào chế độ dinh dưỡng, ăn uống của mình nữa, kèm với tập luyện nữa, thì cơ bụng mình chắc chắn sẽ đẹp. Tập thời gian đủ lâu nó sẽ đẹp ha. Lên hít vào một lần nữa, hạ xuống thở. Lên hít vào, hạ xuống. Cái cuối cùng lên hít vào, nén thở đây, 5 nhịp thở. Rồi hạ xuống thở ra nào. Rồi mình ngồi luôn các bạn, ngồi về thế tư đơn giản nha, thoải mái, hít sâu. Rồi mình nghiêng đầu sang phải nào, kéo căng, lên hít vào, nghiêng đầu sang trái thở, lên hít vào, nghiêng đầu sang phải, lên hít vào, nghiêng đầu sang trái lần cuối cùng, lên hít vào nào, nghiêng đầu sang phải, giữ đây 5 nhịp thở nào, căng lên chứ nào, lên hít vào, nghiêng đầu sang trái, lên hít vào, hạ xuống thở ra nào. Và bài tập số 4 ngày hôm nay đã kết thúc. Và các bạn hãy nhớ tập bài 1, bài 2, bài 3 rồi mới tới bài số 4 các bạn nhé. Và chúng ta tiếp tục chờ video tiếp theo của bài số 5. Và các bạn hãy điền lại thông tin để lại comment ngày bạn tập và bạn ở thành phố nào, bạn cho cảm nhận mình tập bài này mình cảm nhận thấy như thế nào, mình thấy cơ bụng mình ra sao, mình có những cái gì cần thay đổi ha. Các bạn hãy comment bên dưới để các bạn kỷ luật thêm và mình biết được là mình đang tập luyện tới ngày đó và cơ thể mình thay đổi ra sao. Và ok, các bạn đừng quên vào nhấn đăng ký subscribe kênh Quận và cái bên là nút chuông để bạn là người đầu tiên nhận video Quận. Và dưới phần mô tả cũng có để một số video giới thiệu bạn ở những cái video tiếp theo, ở video nâng cao hơn như trị liệu đau mỏi cổ vai gáy 7 ngày, đau phần thắt lưng 7 ngày và những bài tập về giảm bụng nữa. Các bạn có thể tham khảo ở phía dưới. Ok, xin chào các và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Namaste.